Lại nữa, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu chẳng hành sắc viên mãn, và chẳng viên mãn là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao, này thiện hiện? Vì nếu sắc viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là sắc, cũng chẳng hành như thế là hành bát nhã ba la mật đa. Nếu chẳng hành thọ tưởng hành thức viên mãn và chẳng viên mãn là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu thọ tưởng hành thức viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là thọ tưởng hành thức, cũng chẳng hành như thế là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu chẳng hành nhãn xứ viên mãn và chẳng viên mãn là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu nhãn xứ viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là nhãn xứ, cũng chẳng hành như thế là hành bát nhã ba la mật đa. Nếu chẳng hành nhi tỷ thiệt thân ý xứ viên mãn và chẳng viên mãn là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu nhi tỷ thiệt thân ý xứ viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là nhi tỷ thiệt thân ý xứ, cũng chẳng hành như thế là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu chẳng hành sắc xứ viên mãn và chẳng viên mãn là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu sắc xứ viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là sắc xứ, cũng chẳng hành như thế là hành bát nhã ba la mật đa. Nếu chẳng hành thanh hương vị xúc pháp xứ viên mãn và chẳng viên mãn là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu thanh hương vị xúc pháp xứ viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là thanh hương vị xúc pháp xứ, cũng chẳng hành như thế là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu chẳng hành nhãn giới viên mãn và chẳng viên mãn là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu nhãn giới viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là nhãn giới, cũng chẳng hành như thế là hành bát nhã ba la mật đa. Nếu chẳng hành sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra viên mãn và chẳng viên mãn là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là sắc giới, cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng hành như thế là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu chẳng hành nhĩ giới viên mãn và chẳng viên mãn là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu nhĩ giới viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là nhĩ giới, cũng chẳng hành như thế là hành bát nhã ba la mật đa. Nếu chẳng hành thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra viên mãn và chẳng viên mãn là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là thanh giới, cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, cũng chẳng hành như thế là hành bát nhã ba la mật đa.